tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Kính chào quý vị đến với bản tin trưa ngày 30 tháng 8 trên kênh Culture Channel. Và sau đây chúng tôi xin điểm qua một số tin tức đáng chú ý sau đây. Canada chính thức phản đối các mức thuế không công bằng của Hoa Kỳ đối với gỗ xẻ mềm. Bộ trưởng An toàn Công cộng đang cân nhắc các lựa chọn an ninh cho các chính trị gia sau vụ quấy rối bà Freeland. Uống một ly rượu bia mỗi ngày sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, ung thư. Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể khiến Canada thiệt hại 139 tỷ đô tính tới năm 2050. Dự báo mùa đông mới của Canada cho thấy mùa đông tới sớm và các đợt lạnh bất chợt. Và trong phần tin thế giới, Ukraine tiến hành phản công ở phía nam, Tổng thống Zelensky kêu gọi binh sĩ Nga rút lui về nhà. Đức và Pháp phản đối lệnh cấm cấp visa Schengen cho công dân Nga. Cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi một cuộc bầu cử mới ngay lập tức. Singapore công bố visa mới nhằm thu hút nhân tài nước ngoài. Chris Rock từ chối dẫn dắt lễ trao giải Oscar 2023 sau cú tác trên sân khấu của Will Smith. Và sau đây là bản tin chi tiết mở đầu với phần tin Canada. Canada chính thức phản đối các mức thuế không công bằng của Hoa Kỳ đối với gỗ xẻ mềm. Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Marie cho biết Canada đang chính thức bắt đầu thách thức các mức thuế không chính đáng và không công bằng của Hoa Kỳ đối với gỗ sẻ của Canada. Chính phủ Canada đã đệ trình thông báo về thách thức hôm nay theo hệ thống giải quyết tranh chấp của Thỏa thuận Thương mại Hoa Kỳ, Mexico, Canada. Bà Mary cho biết trong một tuyên bố rằng các khoản thuế này không chỉ làm khổ các doanh nghiệp và người lao động của Canada mà chúng còn giống một khoản thuế đánh vào người tiêu dùng Hoa Kỳ những người đã phải đối phó với các vấn đề về lạm phát và chuỗi cung ứng. Đầu tháng này, Hoa Kỳ đã cắt giảm một nửa mức thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng xuống 8,59% từ mức 17,61%, nhưng bà Mary báo hiệu rằng Canada vẫn sẽ chống lại các biện pháp này. Điểm mấu chốt của những lập luận của Hoa Kỳ là phí gốc cây mà các tỉnh thu đối với gỗ khai thác từ đất Canada cũng giống như trợ cấp vì các nhà sản xuất Hoa Kỳ thay vào đó phải trả mức giá thị trường. Bộ trưởng Mary nói rằng Canada sẵn sàng hướng tới một giải pháp thương lượng trong vụ tranh chấp kéo dài. Bộ trưởng An toàn Công cộng đang cân nhắc các lựa chọn an ninh cho các chính trị gia sau vụ quấy rối bà Freeland. Bộ trưởng An toàn Công cộng Marco Medicino cho biết chính phủ liên bang đang xem xét các lựa chọn để tăng cường an ninh cho các chính trị gia và nói rằng hành vi quấy rối mà nhiều người đang phải đối mặt là mối đe dọa đối với nền dân chủ. Ông nói rằng khi tình hình an ninh trở nên ngày càng phức tạp thì cần phải hạ nhiệt độ xuống. Điều này xảy ra sau một đoạn video được đăng trực tuyến vào cuối tuần này về việc Phó Thủ tướng Chrystia Freeland bị quấy rối ở Alberta. Ông Medicino cho biết các hành vi quấy rối và đe dọa mà các chính trị gia phải đối mặt không phải là vấn đề đảng phái các chính trị gia trong phòng đã nhanh chóng đứng ra bảo vệ bà Freeland và tố cáo hành vi quấy rối. Nhiều người cũng chia sẻ trải nghiệm của riêng họ khi gặp những hành vi đe dọa. Bộ trưởng Phụ nữ và Bình đẳng giới Marcian cho biết, trong khi bà đồng ý với nhận xét của Pedicino rằng tình trạng cần được hạ nhiệt, những trải nghiệm như thế này đã diễn ra một cách tồi tệ hơn nhiều đối với phụ nữ, người bản địa và người da màu trong một thời gian dài. Đoạn video về việc bà Freeland khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu các chính trị gia Canada có cần tăng cường an ninh hay không. Và đây không phải là một vấn đề mới. Có người đã ném sỏi vào Thủ tướng Justin Trudeau tại một sự kiện vận động trong cuộc bầu cử liên bang gần đây nhất. Lãnh đạo NDP chuck Singh đã bị quấy rối bằng lời nói bởi những người biểu tình tại một cuộc vận động bầu cử ở Ontario vào mùa xuân này. Chỉ một ly rượu bia mỗi ngày cũng sẽ tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ và ung thư. Phân tích mới cho thấy một ly đồ có cồn, con số mà nhiều người cho là an toàn hay thậm chí là tốt cho sức khỏe khi uống mỗi ngày, thực chất là số lượng mà mỗi người nên uống trong một tuần để tránh tăng nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng. Một báo cáo gần đây của Trung tâm Sử dụng và nghiện chất gây nghiện Canada CCSA đã nêu ra nhiều nguy cơ sức khỏe liên quan đến việc chỉ uống một ly đồ uống có cồn mỗi ngày. Báo cáo của nhóm cố vấn sức khỏe quốc gia khuyến nghị một người nên uống trung bình từ 0 đến 2 ly mỗi tuần để tránh ảnh hưởng tiêu cực đối với sức khỏe của họ. Mặc dù có những hạn chế đối với mô hình này, nhưng các ước tính rủi ro được trình bày cung cấp kiến thức cập nhật về mối quan hệ giữa việc uống rượu và tình trạng suy giảm sức khỏe ở Canada. Các ngưỡng sử dụng bia rượu lý tưởng nên được đặt từ 4 đến 11 gram mỗi ngày, tức là 28 đến 77 gram mỗi tuần cho nam và nữ ở Canada. Ở Bắc Mỹ, đồ uống có cồn điển hình là một lon bia, một ly rượu trung bình, một ly cocktail, chứa khoảng 14 gram cồn. Một ly mỗi ngày sẽ đồng nghĩa với 98 gram mỗi tuần, Báo cáo cho thấy uống hơn 6 ly mỗi tuần tương đương 84 gram rượu khiến một người có nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Một báo cáo trước đó đã được công bố vào năm 2011 đề xuất rằng nam giới không nên uống quá 15 đồ uống tiêu chuẩn mỗi tuần và nữ giới uống không quá 10 đồ uống tiêu chuẩn mỗi tuần. Các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể khiến Canada thiệt hại 139 tỷ đô la tính tới năm 2050. Những trận lũ lụt, hạn hán và các cơn bão lớn cuốn trôi đường cao tốc, làm hư hại các tòa nhà và ảnh hưởng đến lưới điện có thể khiến nền kinh tế Canada thiệt hại 139 tỷ đô la trong 30 năm tới một phân tích dựa trên khí hậu mới dự đoán báo cáo có tựa đề aquanomics được xuất bản bởi gsd một công ty dịch vụ kiến trúc và kỹ thuật toàn cầu don holland một lãnh đạo ở canada của gsd cho biết có rất nhiều báo cáo thống kê những tổn thất được bảo hiểm và thiệt hại vật chất sau những sự kiện lớn như sông khí quyển vào mùa thu năm ngoái ở british columbia Báo cáo dự đoán, ngành sản xuất và phân phối sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất từ các thảm họa khí hậu liên quan đến nước từ nay đến năm 2050, thiệt hại ước tính khoảng 64 tỷ đô la, tương đương 0,2% tổng nền kinh tế sản xuất mỗi năm. Trong khi hạn hán có thể hạn chế sản xuất công nghiệp, lũ lụt và bão gây ra thiệt hại trực tiếp cho các tòa nhà và máy móc, hoặc làm mất nguồn cung cấp điện buộc các nhà máy phải ngừng sản xuất hàng tiêu dùng nhanh và bán lẻ phụ thuộc nhiều vào cơ sở hạ tầng liên quan đến nước và rất dễ bị ảnh hưởng trong trường hợp các tuyến đường cung cấp bị hư hại sẽ là lĩnh vực kinh tế bị ảnh hưởng nặng thứ hai với thiệt hại ước tính khoảng 26 tỷ đô la từ năm 2022 đến năm 2050. Rủi ro về nước trong lĩnh vực ngân hàng và bảo hiểm theo sau với thiệt hại ước tính 21 tỷ đô la chủ yếu do gián đoạn năng suất và hoạt động kinh tế cũng như chi trả bảo hiểm lớn hơn. Năng lượng và các tiện ích sẽ phải đối mặt với thiệt hại ước tính 14 tỷ đô la do thiệt hại trực tiếp đối với lưới điện và nhà máy sản xuất hoặc giảm sản lượng điện tại các đập thủy điện và nhà máy hạt nhân do mực nước thấp. Nông nghiệp là lĩnh vực thứ năm được phân tích, cũng là lĩnh vực mà Canada ước tính sẽ mất khoảng 4 tỷ đô la trong 28 năm tới, đồng thời cũng đe dọa đến an ninh lương thực. Nhiệt độ trung bình trên trái đất đã cao hơn 1 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp và khí hậu đã thay đổi, dẫn đến các trận bão và lũ lụt thường xuyên và nghiêm trọng hơn, cũng như hạn hán rộng và kéo dài hơn. Dự báo mùa đông mới của Canada cho thấy mùa đông tới sớm và các đợt lạnh bất chợt. Một ứng bản mới về dự báo mùa đông của Canada được phát hành và chúng ta sẽ đón nhận mùa đông sớm hơn cùng những cơn lạnh buốt trên khắp đất nước. Geo Farmer Almanac đưa ra dự báo hàng năm về mùa đông ở Canada và nói rằng nhiều người Canada sẽ bị ảnh hưởng bởi những đợt giá lạnh buốt, da thịt và chúng sẽ tới bất ngờ. Ngoài ra, mọi người cũng nên sẵn sàng cho một vài đợt lạnh sẽ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng dữ dội. Mùa đông ở Canada dự kiến sẽ đến sớm khi nhiệt độ lạnh giảm xuống khỏi các vùng lãnh thổ và định cư trên Prairies, Nam Ontario và Tây Nam Quebec. Old Farmer Almanac đã dự báo rằng thời tiết khắc nghiệt sẽ đến vào khoảng từ giữa đến cuối tháng 11. Một số cơn bão tuyết lớn được dự báo cho miền nam Quebec và đại Tây Dương Canada với trận tuyết đầu tiên sẽ đến trước cuối tháng 11. Ngoài ra, hầu hết Ontario sẽ có nhiều tuyết hơn, trong khi các phần phía nam của vùng Prairies và hầu hết BC sẽ ẩm ướt hơn. Các vùng phía nam của Alberta và Saskatchewan cùng với phần lớn của BC sẽ lạnh và ẩm ướt, trong khi miền nam BC sẽ đỡ lạnh hơn nhưng có tuyết. Manitoba và các phần phía bắc của Alberta và Saskatchewan có thời tiết lạnh và khô. Ontario sẽ lạnh và có tuyết, trong khi Quebec, New Brunswick, PEI, Nova Scotia và Newfoundland sẽ đỡ lạnh và cũng có tuyết. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture. Kính mời quý vị đăng ký kênh và bật thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Ukraine tiến hành phản công ở phía Nam, Tổng thống Zelensky kêu gọi binh sĩ Nga rút lui về nhà. Đức và Pháp phản đối lệnh cấm visa Schengen cho công dân Nga. Cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi một cuộc bầu cử mới ngay lập tức. Singapore công bố visa mới nhằm thu hút nhân tài nước ngoài. Chris Rock từ chối dẫn dắt lễ trao giải Oscar 2023 sau cú tác trên sân khấu của Will Smith. Và sau đây là phần tin chi tiết mở đầu với tình hình chiến sự Nga Ukraine. Ukraine tiến hành phản công ở phía nam, tổng thống Zelensky kêu gọi binh sĩ Nga rút lui về nhà. Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm thứ Ba cho biết giao tranh đang diễn ra ác liệt trên gần như toàn bộ lãnh thổ tỉnh Kherson sau khi Kiev mở chiến dịch phản công. Cuộc giao tranh diễn ra dữ dội sau khi quân đội Ukraine hôm thứ Hai đã tiến hành chiến dịch phản công nhằm giành lại tỉnh Kherson ở miền Nam, vốn đã bị Nga kiểm soát từ những ngày đầu xung đột. Các quan chức khu vực cho biết cuộc phản công được chờ đợi từ lâu là khởi đầu của quá trình mang lại tự do cho Kherson. Báo cáo tình báo của Bộ Quốc phòng Anh cho biết, họ chưa thể xác nhận được tiến trình của Ukraine trong chiến dịch phản công. Song, quân đội nước này đã gia tăng hỏa lực pháo binh ở các khu vực tuyến đầu trên khắp miền Nam Ukraine. Theo tình báo Anh, lực lượng Ukraine đang sử dụng những cuộc tập kích bằng hỏa lực chính xác tầm xa để phá vỡ các tuyến tiếp tế của Nga. Nga hiện vẫn chưa bình luận về những thông tin này. Ông Oleksiy Arestov Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân đội nước này đã phá vỡ phòng tuyến của Nga ở một số khu vực gần thành phố Kherson. Lực lượng Ukraine cũng đã nã pháo vào các nhà phà ở Kherson mà Nga sử dụng để tiếp tế cho khu vực mà Moscow kiểm soát phía bờ Tây sông Dnepr. Tuy nhiên, ông Arestovich đã cảnh báo rằng người Ukraine không nên kỳ vọng vào một chiến thắng chống vánh ở miền Nam. Đồng thời mô tả cuộc phản công là chiến dịch chậm rãi nhằm nghiền nát kẻ thù. Bộ Quốc phòng Nga thừa nhận Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công mới ở khu vực Mykolaiv và Kherson, nhưng cho biết nó đã thất bại và phía Kiev đã chịu thương vong đáng kể một đợt pháo kích của Ukraine đã khiến thị trấn Nova Kakhovka, do nga kiểm soát ở phía đông thành phố Kherson bị mất điện và nước. trong bài phát biểu hàng đêm vào cuối ngày thứ hai, tổng thống Ukraine Zelensky đã thề rằng quân đội Ukraine sẽ đuổi theo quân đội nga tới tận biên giới. nếu quân đội nga muốn sống sót, đã đến lúc họ phải bỏ chạy, hãy về nhà, ông Zelensky nói. Đức và Pháp phản đối lệnh cấm cấp visa Schengen cho công dân Nga. Đức và Pháp hôm thứ Ba đã đưa ra tuyên bố chung phản đối đề xuất cấm cấp visa Schengen với công dân Nga trong bối cảnh một số nước đang thúc đẩy động thái này. Chúng ta nên suy nghĩ về những biện pháp thông minh để tận dụng đòn bẩy quan trọng của việc cấp visa. Theo hãng thông tấn DPA của Đức đưa tin hôm thứ Ba, chích dẫn tuyên bố về lập trường chung của Đức và Pháp đối với đề xuất cấm cấp visa Schengen cho công dân Nga. Tài liệu nói thêm rằng Liên minh châu Âu (EU) nên tiếp tục cho phép các cuộc tiếp xúc nhân dân giữa người dân trong khối và các công dân Nga không có liên hệ với chính phủ. Tài liệu khẳng định vẫn nên cho phép sinh viên, nghệ sĩ, nhà khoa học và chuyên gia Nga tới EU. Đức và Pháp được cho là đã gửi tài liệu này tới các nước thành viên EU khác trước thêm cuộc họp của các ngoại trưởng trong khối tại Prague. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề xuất EU cấm visa với người Nga như một biện pháp trừng phạt chiến dịch quân sự của nước này. Ba Lan và Cộng hòa Séc, nước đóng vai trò chủ tịch luân phiên EU, ủng hộ ý tưởng này. Trong khi đó, quan chức các nước Thụy Điển, Hy Lạp và Cộng hòa Seyrops phản đối ý tưởng, cho rằng lệnh cấm nên áp đặt có chọn lọc thay vì áp với toàn bộ người Nga. Một số nước đã áp đặt các biện pháp hạn chế visa với người Nga. Phần Lan giảm số lượng cuộc hẹn phỏng vấn xin visa hiện có ở Nga, chỉ để khoảng 100 lịch hẹn mỗi ngày, Giới chức Litva trong khi đó đang tranh cãi về biện pháp ngừng cấp giấy phép cư trú tạm thời cho người Nga và người Belarus. Cựu tổng thống Donald Trump kêu gọi một cuộc bầu cử mới ngay lập tức. Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi bầu cử lại ngay lập tức và cáo buộc rằng FBI đã gian lận can thiệp cuộc bầu cử năm 2020. Theo đó, cựu tổng thống Mỹ đã cáo buộc đây là động thái gian lận và can thiệp bầu cử chưa từng thấy. Vậy là đã rõ, FBI đã che giấu câu chuyện về máy tính sách tay của Hunter Biden trước thềm bầu cử. Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth hôm thứ Hai. Nếu họ không làm như vậy, tôi đã dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Ông Trump đã đưa ra biện pháp khắc phục là nên tổ chức lại cuộc bầu cử lập tức hoặc tuyên bố ông là người chiến thắng hợp pháp. Phát ngôn của ông Trump được đưa ra sau khi giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg tuyên bố rằng trước thêm bầu cử năm 2020, gã khổng lồ mạng xã hội này đã hạn chế lan truyền một câu chuyện trên tờ New York Post về thông tin trong máy tính sách tay của Hunter Biden, con trai của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Đây được coi là thông tin gây bất lợi cho chiến dịch tranh cử của ông Biden. FBI được cho là đang xem xét các email trong máy tính của Hunter trong cuộc điều tra về các giao dịch tài chính của anh. Chiếc laptop chứa 129.000 email. Một số email có nội dung gợi ý rằng Hunter Biden và cha của anh có liên quan tới những giao dịch mờ ám tại Ukraine và đã được New York Post đưa tin ngay trước thềm bầu cử. Các tờ báo khác như Washington Post, New York Times sau đó cũng đã đăng tải những nội dung từ email. Sau khi để thua ông Biden trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020, ông Trump đã liên tục cáo buộc đã xảy ra gian lượng trong cuộc bầu cử, cũng như sự kiện những người ủng hộ ông đã xông vào tòa nhà quốc hội gây bạo lực đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Singapore công bố visa mới nhằm thu hút nhân tài nước ngoài Hôm thứ Hai, Singapore đã công bố quy định mới về visa lao động nhằm thu hút người có trình độ cao hoặc thu nhập tối thiểu 30.000 đô la Singapore một tháng đến quốc đảo này làm việc. Theo Bộ trưởng Nhân lực Singapore Tan Si Leng cho biết, visa lao động mới sẽ cho phép người có thu nhập cao và trình độ cao đến định cư mà không cần phải xin việc thành công trước tại quốc đảo sáng kiến nằm trong kế hoạch nhằm bảo đảm Singapore có thể cạnh tranh thu hút nhân tài trên thế giới giúp quốc đảo phục hồi sau covid-19 theo tiêu chí về thu nhập người xin cấp visa cần chứng minh họ nhận lương cố định ít nhất 30.000 đô la Singapore tương đương 21.445 đô la Mỹ một tháng trong năm trước đó hoặc sẽ kiếm được số tiền này khi làm việc tại Singapore trong tương lai Visa lao động mới, thời hạn 5 năm, dành cho nhân tài trong mọi lĩnh vực có thu nhập cao hoặc có thành tựu đột phá trong khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật, nghiên cứu và hàng lâm hoặc thể thao. Visa mới được cấp từ tháng 1 năm 2023, cho phép người sở hữu làm việc tại nhiều công ty một lúc. Vợ hoặc chồng của họ cũng được lưu trú và lao động tại Singapore một cách hợp pháp. Kể từ tháng 9 năm 2023, một số chuyên gia công nghệ sở hữu kỹ năng mà Singapore thiếu hụt sẽ được xin cấp visa thời hạn 5 năm thay vì 2 hoặc 3 năm như hiện tại. Quy trình cấp thi thực lao động sẽ giảm còn 10 ngày làm việc. Chris Rock từ chối dẫn dắt lễ trao giải Oscar 2023 sau cú tác trên sân khấu của Will Smith trong một show diễn tại Phoenix Arizona hồi cuối tuần vừa qua nam danh hài Chris Rock đã nhắc đến cái tác của Will Smith và so sánh lời đề nghị của viện hàng lâm giống như việc mời nạn nhân quay lại hiện trường nơi người đó bị giết Chris Rock đã sử dụng câu chuyện của O.J. Simpson cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng người mỹ bị kết tội ám sát vợ cũ Nicole Brown Simpson để minh họa trong tiểu phẩm vụ án mạng bắt đầu bằng việc cô để quên chiếc kính tại nhà hàng ý ở Los Angeles rock ví lời mời của ban tổ chức oscar giống như đề nghị nicole quay lại nhà hàng đó chris rock thừa nhận đã bị will smith đánh một cú khá đau tuy nhiên rock đùa rằng anh không có kế hoạch trả thù vì smith to lớn hơn bang nevada sẽ không cấp phép một trận đấu giữa tôi và anh ta chris rock nói Nam danh hài cũng tiết lộ rằng anh sẽ từ chối lời dẫn chương trình Super Bowl năm tới. Viện Hàng Lâm đã không phản hồi các thông tin liên quan tới việc đề nghị Chris Rock dẫn lễ trao giải. Vụ bê bối giữa Will Smith, tài tử nhận giải nam chính xuất sắc và Chris Rock đã trở thành chủ đề được quan tâm nhất lễ trao giải Oscar năm 2022 hồi tháng 3 năm nay. Theo đó, Smith đã lên sân khấu tác Rock vì danh hài này đã đùa dẫn kiểu đầu chọc của Chad Pinkett Smith, vợ của Will. Sau sự kiện, Will Smith đã xin lỗi đồng nghiệp trên trang cá nhân và Chris Rock cũng đã từ chối tố cáo anh tội hành hung. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin Canada và Thế giới nổi bật hàng ngày trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Tin tức Canada và Thế giới sẽ được cập nhật trên kênh Culture Channel và sẽ gửi đến quý vị hai lần một ngày kính mời quý vị tiếp tục đón theo dõi. Đừng quên bấm like và phản hồi để giúp xây dựng cho chương trình này được tốt hơn. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được các bản tin mới nhất. Culture Channel có các video tin tức cập nhật hai lần một ngày và các video về văn hóa du lịch ẩm thực sức khỏe và đời sống được cập nhật hàng tuần. Mời các bạn đón theo dõi. Chúc các bạn nhiều sức khỏe và an lành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.